quấn quýt bố dượng. Ca sĩ thần tượng Lisa, nhóm Blackpink, thể hiện tình cảm với bố dượng và mẹ khi chờ làm thủ tục bay. Ngày mùng 1 tháng 11, loạt ảnh gia đình Lisa tại sân bay Bangkok đến Phú Kẹt được người hâm mộ ghi lại và đăng trên các diễn đàn mạng xã hội. Hàng trăm nghìn người dùng Twitter, Instagram khen nữ ca sĩ tình cảm, ấm áp. Chủ đề Lisa ôm bố cũng lọt top tìm kiếm trên Weibo với hơn 120 triệu lượt xem. Loạt ảnh Lisa ôm bố dượng và mẹ cũng được bàn luận nhiều trên Naver, cổng thông tin truyền thông Hàn Quốc. Mẹ Lisa ly hôn khi con gái còn rất nhỏ. Sau đó, bà lập gia đình với siêu đầu bếp Marco Bruesweiler. Họ không sinh thêm con. Dồn tình yêu cho Lisa. Bố dượng luôn ủng hộ Lisa theo đuổi đam mê nghệ thuật, đưa đón cô đến trường học nhảy mỗi ngày và nhiều lần đến Hàn Quốc thăm con gái. Ông nấu cho con và các thành viên cùng nhóm Blackpink nhiều món ngon. Lisa nói thương bố dượng như bố ruột và hạnh phúc khi được về bên bố mẹ. Mỗi lần được nghỉ phép, cô sẽ về quê cùng người thân đi du lịch. Ông Marco Bruesweiler quê ở Thụy Sĩ, từng được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới trao danh hiệu siêu đầu bếp toàn cầu. Hiện ông làm giám đốc điều hành một công ty chuyên tư vấn cho các chủ nhà hàng và nhà đầu tư tiềm năng mở. Marco còn sở hữu trường dạy nấu ăn tại Bangkok, tổ chức các lễ hội thực phẩm ở Thái Lan, Thụy Sĩ và các cuộc thi ẩm thực tại Bangkok, khu vực châu Á. Ngoài ra ông thường xuyên cung cấp và tuyển đầu bếp Thái Lan trên thế giới. Lisa sinh năm 1997 ở Thái Lan và làm người mẫu, tham gia nhóm nhảy tại quê nhà từ nhỏ. Chiến thắng trong cuộc thi YG Audition tại Thái Lan năm 2010 là bước ngoặt trong cuộc đời Lisa, giúp cô trở thành thần tượng ngoại quốc duy nhất tại công ty YG, một trong 3 lò đào tạo ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Năm 2016, Lisa cùng 3 cô gái khác được ra mắt với tên Blackpink. Cô đảm nhận phần nhảy chính, rap.